Chào Nghiệp, xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ các bác một con máy Panasonic FVF45, một con máy dùng cho phòng khoảng 20 đến 25 mét vuông trở lại. Công suất vừa phải, phù hợp cho phòng ngủ, giá thành rẻ hợp lý, mặt dâng cánh vẫy, thiết kế rất là đẹp. Nên nó cũng như các cái model khác thôi, nó chỉ có thiết kế là công suất nhỏ hơn thôi. Con này thì bên em đã đấu biến áp điện 220V rồi. Mọi chức năng đầy đủ, hoạt động ok, ngon lành, hết khóa trẻ em eco. Tất cả các chức năng báo phần trăm độ ẩm. Đấy. Em bán 1,6 triệu nha, bảo hành 1 năm. 1,6 triệu thôi là các bác có một con lọc khí rồi. Con này ngày xưa thì toàn 2,9 triệu, 3 triệu thôi, bây giờ có 1,6 triệu ạ. Con này đi theo cái màng zin của nó vẫn còn khá là trắng này con này. Giấy vẫn được rất là tốt nhé. Nó hơi bị móp một tí đây là do cái tay cầm vào thôi, còn nó không ảnh hưởng đến chất lượng lọc được ạ. Kể cả phần dưới này của nó rất là mới này. Cái màng này chính ra rất là ít dùng luôn. Đấy. Chỉ có tay thì anh em tay cầm ở đây này, lại mang than hoạt tính rất là dày nha. Một con máy phải nói về chất máy này, các cái phần nhũ trong này thực sự nó còn rất là mới này. Đây. Rất là mới cái phần này. Màu đen thì nói chung này đây. Có 1,6 triệu luôn này. Các bác sở hữu một cái chiếc máy lọc khí khá là ok, dùng cho phòng khoảng 20 đến 25 mét vuông trở lại là đẹp. Màng zin theo máy nhé. Em bán giá cả công khai, quay hết mọi thứ nó có như nào thì quay thế thôi, không có văn hoa trình bày nặng nề gì nhiều. Giá cả báo rồi, hình thức để quay như vậy. Đây, một bình nước phù ẩm, màng tàu ẩm zin còn khá là trắng này con này. Chung là cũng chả có gì quảng cáo nhiều, vì quay đi quay lại thì nó cũng chỉ có vậy thôi. FVF45 35W này. Điện 100V thì đầu biến áp rồi. Mã series máy này, bác nào mua em gửi đúng con này nhé. Đấy, hình thức thì như trên clip. Nhiều bác cứ bảo xem hình, xem clip nó không rõ thì thật sự là quay thì nó cũng sẽ nhìn đẹp hơn thực tế. Mình mua thì mình có thể mình cứ trừ hao đi cho nó đỡ phải lăn tăn. Còn hình thức hàng bãi, hình thức thì nó chỉ ở tính chất tương đối thôi. Chứ còn mà nó nuột là xịn 100% như mới thì nó khó. Bụi mịn 2.5 PM hôm nay thì chất lượng không khí khá là tốt rồi. Môi trường tốt quá rồi. Có mưa mà, chứ là nó ít bụi mịn. Có 1,6 triệu thôi, quá rẻ luôn. Các bác tranh thủ mua mỗi phòng một chiếc, đảm bảo sức khỏe gia đình. Để chất lượng các bác thấy nhé. Sau khi quả máy còn rất là tốt nhé. Chào các bác nhé.